Mến chào quý cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bonsai Lục Tỉnh Miền Tây. Hôm nay kênh xin mời quý cô chú cùng ghé lại vườn của anh Vân, Bonsai Thanh Vân quý cô chú anh chị ở Cai Lậy Tiền Giang. Hôm nay anh có giới thiệu đến quý cô chú anh chị mình một số tác phẩm khá là hoàn thiện ở vườn luôn. Đặc biệt là vườn hôm nay là tùng nha quý cô chú anh chị. Xin mời quý cô chú anh chị mình cùng gặp anh Vân ha, để vào phần thông số chi tiết từng cây luôn cho rõ ha. Dạ em chào anh Vân ạ. Rồi, nhà vườn anh Vân kính chào cô chú quý anh chị đang xem kênh Lục Tỉnh Miền Tây nha. Đến với kênh Lục Tỉnh Miền Tây, em có một số cây tùng giao lưu cùng cô chú quý anh chị. Nhà vườn em đến từ thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang nha. Rất mong cô chú quý anh chị xem và ủng hộ nhà vườn ạ. Nhà vườn chân thành cảm ơn ạ. Dạ, rồi, mình vào cây mã số 1 luôn ha anh Vân. Em vào cây mã số 1 là cây hoa giấy Mỹ nha cô chú. Nó ôm chùm. Dạ. Vỡ bình nha anh em. Dạ, rồi. Rồi, tiến hành đo là chiều cao 57 ạ. Nó hoành nó nằm trong cái lưu này là 125. Đây của chú chị, hoành 125. Đây là cái lưu luôn của chú chị. Đó. Nó ôm nếp kiệu luôn cô chú ơi. Đây hoành thước là 70 nha cô chú. Đó. Ngày đây là 70. Đó, cái này cái mã số 1. Đó. Cô chú quý anh chị có lướt qua cho nhà vườn. Cây mã số 1, rất mong cô chú anh chị xem và ủng hộ. Zalo của nhà vườn là 0386688079 nha, rất mong cô chú anh chị xem ủng hộ nhà vườn ạ. Nhà vườn chân thành cảm ơn ạ. Dạ, mình giới thiệu lại địa chỉ luôn đi anh. Địa chỉ nhà vườn em đến từ thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang nha cô chú anh chị. Dạ. Cai Lậy cây số 1, 6 triệu em bao ship cả chum nha. Là cây hoa giấy Mỹ nha cô chú, không bể, không trái. Đó, chi xương nước 1. Rồi tiếp tục qua cô cây số 2 là cây tùng. Cây tùng quả nha cô chú anh chị. Đó, cây số 2 là cây tùng quả, cao 1m3. Tán ngang là 200. Đó, cao 1m3, tán ngang 200. Đó, cây tùng tái zin nha cô chú. Đó, tiến hành đo thông số. Nghe thước 73. Đó, đem đo xích trên. Đồng eo đây 63. Dạ. Cốt 1 14. Cây nằm trên cái dĩa cạn của chú anh chị. Nó cái dĩa đường kính này nó 1m7 nha cô chú anh chị. Nó chỉ có một vết sẹo trên lưng nha cô chú. Cây này nó khá là già đời, cốt cành cây giật cốt nha cô chú anh chị. Khá là già. Đó, cây mã số 2 này em xin phép giao lưu cô chú quý anh chị là 65 triệu em bao ship cả chậu cả cây nha. Cô chú quý anh chị thiện chí chi tiết liên hệ Zalo em nha, 0386688079 ạ. Rất mong cô chú quý anh chị xem và ủng hộ ạ. Cây tùng quả nha cô chú. Đó, có vết sẹo trên lưng nha cô chú. Do thời gian nó bị trái. Cái này mình làm lũa lại, nếu mà cô chú có thiện chí có hợp cây gu lũa thì nhà vườn sẽ làm lại cho cô chú quý anh chị. Giá 65 triệu anh ha. 65 triệu em bao ship cả chậu luôn nha. Dạ. Đó, chi cành là nó vàng xương, nó già lắm nha cô chú. Này mới vô lại vàng lông thôi. Mấy cốt đồ buông nhôm hết, cây giật cốt nha cô chú anh chị. Khá là to cô chú. Anh cây này mình nuôi khoảng bao nhiêu năm rồi anh ha? Cái này hả? Chắc qua nhiều cô chú mà chắc cũng khoảng vài chục năm rồi anh. Dạ. Nó thuần chậu nha cô chú anh chị. Qua nhiều chú bác đi trước rồi mới tới em được sở hữu. Đặc biệt cái này là tùng trái luôn ha. Tùng trái zin nha cô chú anh. Dạ. Chị không ghép hàng, không vây bổ nha. Không ghép, không vây bổ. Tất cả các loại tùng vườn em là đa số hàng không vây bổ nha cô chú anh chị.
hàng zin không gây bọt. Cô chú dạ. anh chị xem hợp ý thì ủng hộ nhà vườn. Nhà vườn em chân thành cảm ơn cô chú anh chị ạ. Dạ, giá 65 triệu anh ạ, bao ship cả chậu. Mình tiếp qua cây số 3 luôn anh ơi. Rồi, tiếp cây số 3 là cây tùng bông. Tùng bông. Dạ, để em qua cái góc này kìa. Đó, cây tùng bông. Tùng La Hán nha nè. Đó, nghe. Em đo hoành gốc trước nha cô chú. Nó hoành eo là 58. Dạ anh xây giùm em một vòng nữa đi anh. Đó. Anh xây một vòng đi. Dạ đúng. Để em xây vài vòng cho cô chú quý anh chị xem nha. Nó chi tàn vàng xương này cắt giật cốt nó già đời lắm mà cô chú. 50-60 năm mà. Cả 50 năm ăn lên rồi cô chú anh chị. Bớt ngọn, hầu như là vết sẹo hầu như không còn, chỉ có một hai vết sẹo em tỉa bỏ mấy cái nhánh mà lúc trước dạ. ông già xưa nó. Dạ rồi anh dừng ở mặt này đi anh, dừng mặt này cho em đi. Dạ đúng rồi. Dạ không rồi, mình vào chiều cao luôn đi anh, chiều cao của cây luôn. Chiều cao 1m2. Tán ngang 1m5. Dạ. Đó, hoành eo 55. Ngang thước 55 rồi. Dạ, hoành 55 ngay của chú trước của chú chị. Đường kính chậu là 80. Cốt 1 25. Dạ. Rồi, anh sẽ giúp em một vòng cái vành đế luôn. Dạ. Đó. Cái này là cuốn mép hết nha cô chú. Nó chỉ có mấy vết sẹo vết cắt do thời gian nè. Nó cuốn mép hết, cuốn đẻ hết nha cô chú. Đế bỏ chảy đều, vững chắc. Nó vàng xương vàng cành buông nhóm tầng cắt giật nha cô chú. Đó, chỉ có hai vết sẹo này là mới cắt nè. Ngọn bóp ngọn còn ngón tay nè cô chú. Cây này cây mã số 3. Bao ship cả chậu 45 triệu em bao ship nha cô chú anh chị. Cô chú quý chị xem được ủng hộ nhà vườn ạ. Nhà vườn em chân thành cảm ơn. Chi tiết hình ảnh và thông số qua Zalo hộ em nha. 0386688079 nha cô chú. Dạ rồi, mình đó. Tiếp tục qua cây số 4 luôn anh ha. Rồi, tiếp tục là cây số 4 là cây tùng Đài Loan nha cô chú anh chị. Tùng Đài Loan tái nha cô chú anh chị. Dạ rồi mình vào phần chiều cao luôn ha. Phân nhân chiều cao 1m5, tán ngang 1m5, cao 1m5, tán ngang 1m5, ngay thước 43 hoành. Cây này cây mã số 4 cô chú anh chị. Nó cốt cành nó già lắm nè. Đó cổ em đi một vòng mình để bớt ngọn cái. Cái tùng này nằm chậu lâu chưa anh á? Cái này thuần chậu hết rồi, tất cả mấy cái này là thuần chậu hết, không trái không gì hết nha cô chú anh chị. Đó, không trái không gì hết. Nó chỉ có cái đoạn này nè. Có này thôi, trái phần này nè. Nó cái mày cái điểm này điểm lưu ý ha anh ha. Dạ. Chỉ có phần đó thôi. Còn cốt cành là già cắt giật nha anh. Nhạo. Nhạo khá lâu đời. Đài Loan là lâu lắm lắm nha cô chú anh chị. Cái mã số 4 giao lưu với cô chú anh chị gần xa là 12 triệu em bao ship không chậu. Đó, cô chú anh chị thiện chí ủng hộ nhà vườn ạ. Zalo của nhà vườn là 0386688079 ạ. Dạ. Dạ rồi, mình tiếp tục qua cây mã số 5 luôn ha. Nó đến với cây mã số 5 là cây tùng Đài Loan nha cô chú anh chị. Tùng Đài Loan tái luôn, nó cốt cành nó già dữ lắm. Để em đo chiều cao ạ. Chiều cao là 2m.
tán ngang cũng 2 mét luôn ạ. Chiều cao 2 mét, tán ngang 2 mét. Dòng eo ngay thước 50. Dạ, 50 hoành. 50 hoành. Đường kính chậu thuần phím mỏng là 100 nha. À, cái chậu này xây được anh ha. Ừ. Dạ, anh xây giúp em một vòng cái hoành đế luôn. Nó bề đế trải đều hình thú. Đều luôn nha cô chú, cây thuần chậu thuần phím mỏng ạ. Nó mấy cốt này là già lắm nha cô chú. Cây này không đặc biệt, không có sẹo không gì hết nha cô chú. Không trái. Nó cốt nhạo không. Cây rất là liên lạc với cô chú chị. Cốt anh đã nuôi nhạo khá là lâu rồi. Cũng rất nhiều nước kẽm anh ha. Đúng rồi, rất là nhiều nước kẽm rồi. Khá là lâu đời rồi. Cốt bự bự thôi cô chú chị. Cây mã số 5 này em xin phép giao lưu cô chú anh chị gần xa là 32 triệu em bao ship ạ. Dạ rồi, anh dừng ở mặt này luôn đi anh. Đúng rồi dạ. Đó. Em không ship chậu nha cô chú anh chị. 32 triệu bao ship ạ. Giá 32 triệu anh ha. Không ship chậm. Dạ rồi mình tiếp tục qua cây mã số 6 luôn anh ơi. Tiếp tục cây mã số 6 và cái tùng cũng tùng La Hán. Rồi tiến hành đo thông số cô chú. Dạ. Cao 1 mét, tán ngang 1,5 mét. Nghe cái bề đích là 70. Dạ. Hoành eo thực tế là 41 ngay thước. Dạ, 41. Nó đều có nó bị bể tí xíu này, quá đá hết rồi nha cô chú. Này về dạ. Đúng ta nghệ nhân thì làm lũa. Dạ. Thì mình đó. Đúng này lưu ý ha cô chú chị. Ừ. Đó, anh em có thiện chí thì em sẽ làm lũa lại cho cô chú anh chị. Xây được. Cây mã số 6 này em giao lưu cô chú anh chị gần xa là 8 triệu em bao ship. Cây cả chậu nha. 8 triệu anh ha. Ừ. Cốt này cũng già rồi. À, 8 triệu cây cả chậu. Rồi tiếp theo nha cô chú anh chị. Dạ, rồi, đến cây mã số 7 luôn. Cây mã số 7 là cây hoa nguyệt quế lá xoắn nha cô chú. Đó, cây này cây tàn bay thuần chậu phím mỏng luôn. Nó cái đế nó mỏng có 7 phân à cô chú. Để tiến hành đo. Chiều cao 1,2 m, tán ngang 2,3 m. Không. Tán ngang 2 mét, 2,3 m. Cành bay là 2,3 m. Dạ. Rồi đo số nha. Ngay thước 44 hoành. Cốt cành cổ nha cô chú. Đó. Không bể, không trái. Cốt cành cổ đế đều. Rồi đó. Cành cổ nha cô chú anh chị. Đó.
Dạ, cây khá là lớn nha quý cô chú anh chị. Hai vàng tay cô chú anh chị. Dạ. Cây mã số 7 này em xin giao lưu cô chú anh chị gần xa là 13 triệu không ship chậu nha. Hoa nguyệt quế lá xoắn luôn nha cô chú. Cây này nó già dữ lắm à. Đặc biệt cây liền lạc luôn ha. Liền lạc, không vết sẹo, hầu như không còn sẹo luôn nha cô chú. Cốt này cổ ông bà già xưa làm nha cô chú. Cái mã số 7 13 triệu. Dạ, giá 13 triệu bao ship luôn á. Đúng rồi, 13 triệu em bao ship không chậu nha. Cô chú với anh chị thiện chí ủng hộ nhà vườn, nhà vườn em chân thành cảm ơn. Zalo của em là 0386688079 ạ. Đó. Dạ, rồi mình tiếp tục luôn á. Xin phép qua cây số 2. Cây số 8. Đó, cây số 8 là cây tùng kim cương nha cô chú. Dạ, cây la hán ghép kim cương. Chiều cao 1,5 m. Tán ngang 1,8 m. Cao 1,5 m, tán ngang 1,8 m, nó mới sẽ là cuốn đĩa hết nè. Cốt cọ, cốt ngọn còn ngón tay nha cô chú. Cây liền lạc thông. Cây mã số 8. Dạ, rồi, mình chào phần Bình Thăng luôn ha. Bình Thăng nghe thước 66 hoành. Dạ, 66 hoành. Cốt 1. Cái cốt tử nè, cốt tử là 27. Dạ. Cốt 2 là 25. Đó, cây này cốt cành nhạo già. Cái mã số 8. Xin giao lưu cô chú với anh chị gần xa là 75 triệu em bao ship cả cây và cả chậu à. Cây này cốt già lắm nha cô chú anh chị. Ghép này 6-7 năm à. Cốt bắp không. Cốt kim cương mà bự. Cây cốt cành già nét lắm cô chú anh chị. Sáu mươi lăm triệu bao ship cho cây mã số 8. Dạ, anh xây thêm cho em một vòng hai vòng nữa đi anh. Dạ, rồi mình tiếp tục qua cây số 9 luôn anh ha. Ờ, đến cây số 9. Cây tùng la hán lửa zin nha cô chú, mảnh đời còn lại à. Cao 1,2 m. Tán ngang 1,2 m luôn. Đó, mảnh đời còn lại phế mà không tàn nha cô chú. Sức sống nó mạnh liệt lắm. Còn cái da không mà sức sống nó mạnh liệt. Ngay thước 83 nè. Bỏ lên một gói thuốc 83. Đó, những cái vết sẹo này. Nó kéo đĩa do thời gian đó, cô chú với anh chị. Để em quay đăng dòng để cho cô chú với anh chị đi tham khảo nha. Cái mã số 9. Cái tùng la hán già lắm cô chú. Đó, cái này mảnh đời còn lại cô chú anh chị. Nó những vết sẹo nó kéo đĩa hết nha cô chú anh chị. Do thời gian sự bào mòn của thiên nhiên. Vậy mình tạo tác thêm nha cô chú. Anh như cái này thì nó đã nằm chậu lâu chưa ha? Cái này nằm chậu khá lâu rồi. Khá lâu cô chú anh chị. Đó cô chú anh chị xem mấy cái cốt cành này. Khá là to. Cây thiên nhiên. Cây mã số 9 em giao lưu cô chú anh chị gần xa là 22 triệu em bao ship cả cây cả chậu. Cô chú cuối cùng ở đam mê lửa ủng hộ nhà vườn ạ. Nhà vườn em chân thành cảm ơn cô chú anh chị ạ. Dạ rồi mình tiếp tục luôn ha. Rồi tiếp qua em qua cây số 10. Cây mã số 10 ha. Là cây linh sam. Đó, cây sam khai thác mà cốt cành nó già lắm cô chú. Chiều cao nó 54. Hoành eo là 68 nè. Nguyên khối đặc luôn. Dạ, nguyên khối luôn. Tán ngang là 67. Già, vết sẹo thời gian nha cô chú anh chị.
Cây mã số 10 này cũng là cây clip nha cô chú anh chị. Cây mã số 10 anh Zalo cô chú anh chị gần xa là 2.500.000 em bao ship. Dạ, 2.500.000 thôi anh ha. Đúng rồi, 2.500.000 em bao ship ạ. Cả chậu không luôn ship không anh? Chậu nha cô chú anh chị. Dạ, có chậu không anh? Không. À không, không, không chậu ship nha. Chậu nha. Dạ. 2.500.000 em không ship chậu. Rất mong cô chú anh chị gần xa xem và ủng hộ nhà vườn. Nhà vườn em chân thành cảm ơn ạ. Zalo của nha vườn là 0386688079 nha. Dạ. Dạ rồi, đây cũng là cây clip luôn ha. Dạ. Rồi, em xin phép chào cô chú anh chị gần xa. Dạ rồi, thì ngày mới con cũng chúc cô chú thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui luôn ạ. Hẹn gặp lại với cô chú anh chị trong clip tiếp theo nữa ha. Con xin chào và hẹn gặp lại ạ.